Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây những linh kiện đã tháo rời ra của V Smart Life. Hiện tại di động cao cấp.vn vẫn nhận thay thế sửa chữa full các lỗi sự cố liên quan phần cứng, phần mềm trên V Smart Life. Rất nhiều khách hàng gọi điện hỏi di động cao cấp.vn về các linh kiện sửa V Smart Life có khó tìm hay không. Thì hiện tại di động cao cấp.vn có sẵn tất cả các link phụ kiện trên V Smart Life, quá trình thay thế, sửa chữa bị các bạn khi cần. Để mua được linh kiện sửa về Smart Life không khó, quý vị các bạn chỉ cần cầm máy cần liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết, chúng tôi ship các linh kiện sửa về Smart Life đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Các linh kiện về Smart Life cơ bản như main, pin, màn hình, loa, mic, rung, chuông, chân sạc, vỏ máy, vân tay đều có sẵn để di động cao cấp.vn, quá trình thay thế, sửa chữa bị các bạn khi cần. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ thay mới, sửa chữa về Smart Life, về các linh kiện sửa về Smart Life, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết, chúng tôi ship đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn.